không chỉ là thức ăn cho cơ thể bạn, kênh YouTube Thức ăn dinh dưỡng sống khỏe còn là chỗ nói nhiều món thức ăn dinh dưỡng sống khỏe cho tinh thần. Người sống tốt có một cuộc sống tươi đẹp với tâm hồn thuần khiết không bị lai tạp. Chúc bà con mạnh giỏi, sống khỏe. Hãy bấm đăng ký kênh để thường xuyên theo coi các video về nhiều loại thức ăn dinh dưỡng để sống khỏe. Anh chị cô chú, bấm đăng ký liền để ủng hộ tụi con nghe. Dạ. Xin kính chào tất cả các anh chị và cô chú đã quay trở lại với kênh YouTube Thức ăn dinh dưỡng sống khỏe. Hôm nay thì em sẽ chia sẻ đến các anh, chị và cô chú video cách làm bánh mì Việt Nam đặc sản của dân tộc nổi tiếng khắp thế giới. Cách làm bánh mì Việt Nam có khó không? Các bước làm như thế nào và công thức ra sao? Là một câu hỏi hiện nay đang được nhiều người quan tâm đến. Bánh mì Việt Nam, gọi tắt bánh mì, là một món đặc sản của dân tộc Việt Nam vì được chế biến ăn kèm với các loại nhân độc đáo. Đặc biệt, bánh mì còn được biết đến như một món ăn sáng hàng ngày, nhanh chóng mà vẫn đầy đủ chất dinh dưỡng. Tùy theo văn hóa vùng miền hoặc sở thích cá nhân, người ta có thể chọn nhiều nhân bánh mì khác nhau. Tuy nhiên, loại nhân bánh truyền thống thường chứa chả lụa, thịt, cá, thực phẩm chay hoặc mứt trái cây, kèm theo một số nguyên liệu phụ khác như pate, bơ, rau, ớt và đồ chua. Trong bài viết này mình xin chia sẻ với các bạn công thức cách làm bánh mì Việt Nam vỏ giòn ruột xốp với những nguyên liệu và cách làm đơn giản nhất. Hãy cùng kênh YouTube Thức ăn dinh dưỡng sống khỏe tìm hiểu giá trị dinh dưỡng của cách làm bánh mì Việt Nam đặc sản của dân tộc nổi tiếng khắp thế giới và lợi ích của loại thức ăn dinh dưỡng đang hot gần này nhé. Bánh mì có nguồn gốc từ đâu và từ khi nào? Tùy thuộc vào phần nhân bên trong bánh mà bánh mì còn có nhiều tên khác nhau, ví dụ bánh mì kẹp thịt, bánh mì cá, bánh mì chà bông, bánh mì ốc la, bánh mì xíu mại. Vào tháng 3 năm 2012, bánh mì đã được báo The Guardian chuyên về du lịch đã bình chọn bánh mì Việt Nam thuộc top 10 món ăn đường phố ngon và hấp dẫn nhất thế giới. Bên cạnh đó, nhiều sao quốc tế khi đến Việt Nam cũng rất yêu thích bánh mì, minh chứng là việc họ selfie cùng ổ bánh mì Việt Nam và cảm thán rằng rất ngon. Trên, tùy thuộc vào phần nhân bên trong bánh mà bánh mì còn có nhiều tên khác nhau, ví dụ bánh mì kẹp thịt, bánh mì cá, bánh mì chà bông, bánh mì ốc la, bánh mì xíu mại. Vào tháng 3 năm 2012, bánh mì đã được báo The Guardian chuyên về du lịch đã bình chọn bánh mì Việt Nam thuộc top 10 món ăn đường phố ngon và hấp dẫn nhất thế giới. Bên cạnh đó, nhiều sao quốc tế khi đến Việt Nam cũng rất yêu thích bánh mì, minh chứng là việc họ selfie cùng ổ bánh mì Việt Nam và cảm thán rằng rất ngon. Trên các trang mạng xã hội, bánh mì Việt Nam trông như thế nào? Bánh mì có vỏ ngoài giòn, ruột mềm rất dễ ăn, giá thành khá rẻ, chỉ dao động từ 3.000 đến 10.000 đồng một ổ bánh mì không. Chính vì thế mà bánh mì là một món ăn phổ biến rộng rãi từ khắp mọi miền đất nước. Bên cạnh đó, bánh mì còn là một món ăn nhanh vô cùng tiện lợi mà lại vô cùng dinh dưỡng, đủ chất. Chúng ta sẽ thường bắt gặp hình ảnh vào những buổi sáng khi đâu đó chúng ta sẽ thấy mọi người hay cầm ổ bánh mì ăn hoặc đợi trước xe cô bán. Bánh mì để có được một buổi sáng đầy đủ chất dinh dưỡng chỉ với giá dao động từ 15.000-25.000 đồng một một ổ bánh mì thịt. Ngoài ra, bánh mì không nhân còn được ăn kèm với các món ăn như bánh mì bò kho, phá lấu bánh mì, cà ri. Bên cạnh đó, bánh mì còn có thể chấm kèm cùng với sữa đặc rất ngon và hấp dẫn. Cách làm bánh mì Việt Nam theo cách truyền thống. Cách làm bánh mì vỏ giòn ruột xốp đơn giản, không phụ gia, không máy nhào bột. Nguyên liệu cần chuẩn bị: 210g bột mì hàm lượng protein trên 11%, 4g, 1/3 tờ server, men in sang, men khô thường và men tươi xem chú ý, 8g, 2 tờ server, đường, 2g, 1/3 tờ server, muối, 130-145g nước, dụng cụ, dụng cụ vét Âu, cân điện tử, lò nướng. Bạn đang xem video tại kênh YouTube Thức ăn dinh dưỡng sống khỏe, hãy nhấn đăng ký kênh ngay và thường xuyên theo dõi các video tại kênh Thức ăn dinh dưỡng sống khỏe này để có được nhiều kiến thức có ích về dinh dưỡng và sức khỏe sống tốt nhé. Làm ơn bật phụ đề nếu bạn nghe không rõ. Hiện kênh YouTube của chúng tôi không có kinh phí để ghi hình thực tế. Chúng tôi mong được bạn giúp đỡ. Hãy nhấn đăng ký kênh và thường xuyên theo dõi các video của chúng tôi. Khi đủ điều kiện, chúng tôi sẽ đầu tư thực hiện các món ăn văn hóa ẩm thực Việt Nam thực tế để chia sẻ cùng các bạn. Thank you for watching. Chi tiết về cách bánh mì, trộn bột. Đầu tiên,
bạn cân 210g bột vào một cái âu, sau đó bỏ bớt 10g bột ra để sử dụng làm bột áo khi nhồi bột. Tiếp theo, bạn cân muối, đường, men instant vào âu bột luôn, nhưng chú ý để các nguyên liệu này ở các góc khác nhau của âu. Sau đó, bạn trộn muối, đường, men với bột ở mỗi góc, rồi trộn đều tất cả. Tiếp theo, bạn tạo một khoảng trống ở giữa âu bột, cho 130g nước vào, bạn dùng que vét bột, thì gỗ hay tay trộn đều nước với bột để không còn phần bột khô nào. Bạn dùng màng bọc nylon, bọc âu lại, để bột nghỉ 20-30 phút trước khi bắt đầu nhào bột, nhồi bột. Sau khi nhồi xong, mặt bột đã mịn hơn và bột cũng bớt dính hơn. Bạn có thể dễ dàng nhắc bột khỏi bề mặt mà không bị dính. Sau khi để bột nghỉ, bạn lấy bột từ chỗ 10g bột còn lại xoa đều lên tay và rắc một ít lên bề mặt phẳng, đổ bột ra và bắt đầu nhồi bột 10 đến 15 phút. Nếu bột bị khô hay bị quá ướt thì bạn đều chỉ nên thêm bột và nước từ lượng còn lại của công thức, tức là 10g bột và 15g nước. Bạn đậy bột lại bằng màng nylon hoặc chính âu trộn bột lúc nãy và để bột nghỉ 10 phút. Sau đó bạn lại tiếp tục nhồi thêm khoảng 10-15 phút. Lúc này, bột rất mịn và đàn hồi, bạn có thể kéo được màng. Tuy nhiên, việc không kéo được màng cũng không sao, nhưng bạn phải chắc chắn rằng khối bột cầm nhẹ tay và có độ đàn hồi tốt. Tức là khi bạn ấn vào bột thì bột sẽ căng trở lại, ủ bột. Tiếp theo, bạn chuẩn bị một âu hoặc hộp sạch và đặt bột vào. Sau đó, bạn bọc kín lại và ủ ở nơi ấm áp, khoảng 30-35 độ C cho đến khi bột nở gấp đôi. Nơi ấm áp nhất trong căn bếp của bạn thường là trên nóc tủ lạnh hoặc trong lò vi sóng không bật, nên bạn có thể đặt khay bột ở đó. Nếu bột được ủ đúng nhiệt độ sẽ nở. Gấp đôi sau khoảng 1 tiếng, tạo hình và ủ lần 2, khối bột thu được từ công thức sẽ vào khoảng 350g. Bạn sẽ chia đều bột thành 5-6 phần, tùy theo bạn thích chúng lớn hay nhỏ. Sau đó, bạn dùng màng bọc thực phẩm để phủ lên các khối bột vừa chia để tránh bột bị khô và bắt đầu tạo hình. Bạn phủ một lớp bột áo rất mỏng lên mặt bàn và xoa ít bột vào tay. Bạn nhớ vừa cuộn vừa đẩy về phía trên để mặt bột căng mịn. Sau đó, bạn dùng hai tay vê hai đầu bánh cho bột dồn vào giữa và hai đầu thon lại. Bạn đặt bột lên khay nướng có lỗ rồi đậy bột bằng màng nylon, ủ bột nơi ấm áp 30-35 độ C trong khoảng 40-50 phút để bột nở trở lại. Sau khi bột nở khoảng gấp đôi thì bạn nhẹ nhàng lấy bột ra. Bạn nên sử dụng dụng cụ vét âu để lấy bột ra thay vì kéo bột ra bằng tay, bởi điều này rất dễ làm vỡ các bọt khí trong bột. Và ta bắt đầu tạo hình cho bánh, nướng bánh. Sau khi ủ lần 2 được khoảng 20 phút thì bạn bắt đầu bật lò nướng trước ở 250 độ C và làm nóng lò trong khoảng 20-25 phút. Bạn dùng bình xịt phun nhẹ một lớp nước mỏng lên bề mặt bánh, rồi cho bánh vào nướng. Trước khi cho bánh vào nướng, bạn đổ nước sôi vào một khay hoặc cốc dùng được trong lò nướng và cho xuống rãnh cuối cùng hoặc đáy lò. Sau đó, bạn cho khay bánh vào rãnh giữa, nướng bánh ở nhiệt độ 220 độ C ở 7-10 phút đầu. Sau đó hạ xuống 200 độ C và nướng tiếp 7-10 phút nữa đến khi bánh được vàng đều. Sau khi nướng, bạn để bánh trong lò thêm 3-4 phút cho bánh được giòn hơn rồi lấy ra để lên giá. Sau khi bột ủ đủ, bạn sẽ thấy bột căng lên và mỏng hơn trước khi ủ. Bạn dùng dao lam rạch một đường dọc theo bánh sâu khoảng 3-5mm. Thành phẩm thu được là những chiếc bánh có màu vàng đều, vỏ giòn rụm nhưng ruột lại rất mềm, xốp, có nhiều lỗ khí. Khi bạn bóp nhẹ bánh sẽ nghe tiếng kêu lách tách khe khẽ. Bạn có thể thưởng thức theo bất kỳ cách nào bạn muốn, như ăn trực tiếp, chấm sữa, chấm đường, ăn với bò kho, sốt vang, phá lấu. Lưu ý cách làm bánh mì vỏ giòn ruột xốp. Loại bột, bạn nên dùng bột bánh mì, tức là bột có hàm lượng protein cao, trong khoảng 12-13%. Nếu dùng bột có hàm lượng protein thấp hơn thì bánh sẽ khó có thớ dai, nhưng nếu không tìm được thì bạn vẫn có thể sử dụng bột mì đa dụng số 10 hoặc 11, tức là bột có hàm lượng protein 10-11%. Men nở. Trong công thức bánh mì Việt Nam này mình sử dụng men khô ăn liền, instant y. Tuy nhiên, bạn có thể dùng men tươi hoặc loại men khô bình thường, active tree y cũng được. Nhưng loại men khô không cần kích hoạt sẽ tiện dụng hơn và không tốn thêm thời gian chờ men kích hoạt. Nếu dùng men tươi, bạn nên tăng khối lượng men gấp 3 lần trong công thức, tức là sử dụng 12g men tươi cho cách làm bánh mì này. Các bạn cũng có thể thay đổi lượng men trong công thức làm bánh mì Việt Nam. Ít men thì thời gian ủ bột sẽ lâu hơn và nhiều men thì sẽ nhanh hơn. Nếu bạn không nên sử dụng quá nhiều men, nó có thể ảnh hưởng tới mùi vị của bánh, tỷ lệ nước, bột. Bánh mì Việt Nam có độ giòn cao,
bên trong xốp có nhiều lỗ khí, vì vậy cần sử dụng nhiều nước. Tỷ lệ trung bình của chất lỏng trong các công thức làm bánh mì gầy, loại có vỏ cứng giòn và không có chất béo, thường 65-75% bột. Về nguyên tắc, nước ít hơn sẽ làm cho bánh bị khô, kém xốp và không để được lâu. Nhưng nếu nước quá nhiều, bột sẽ nhão, dẫn đến khó khăn hơn trong việc nhào. Do đó trong bài này mình để các bạn trộn bột với nước ở tỷ lệ 65% trước, 200g bột với 130g nước. Sau đó tùy vào kỹ năng khi nhồi, các bạn có thể sử dụng một phần hay toàn bộ lượng bột và nước còn lại. Các nguyên liệu còn lại, các loại bánh mì đầu tiên trong lịch sử loài người có lẽ chỉ sử dụng đúng 3 nguyên liệu là bột mì, nước và men. Do đó, bạn có thể làm bánh mì Việt Nam với chỉ 3 thành phần này nhưng bánh có thể sẽ khá nhạt nhẽo. Nếu không được ủ trong một thời gian rất dài, đường, tuy men có thể hoạt động dựa vào nguồn đường có sẵn trong tinh bột nhưng khi ta cho chúng thêm chút thức ăn là đường thì chúng sẽ hoạt động nhanh hơn, rút ngắn thời gian ủ. Tuy nhiên, nếu sử dụng quá nhiều đường sẽ làm cho bột của bạn phình quá nhanh trước khi có đủ các mùi vị của quá trình lên men. Đồng thời quá nhiều đường cũng sẽ làm bánh nhanh sậm màu hơn do phản ứng caramel của đường và nhiệt độ. Muối, muối giúp cân bằng vị bánh và cũng có tác dụng bảo quản bánh. Tỷ lệ của muối trong công thức làm bánh mì Việt Nam thường từ 1-2.5%. Muối còn hút nước của bột, làm chặt các sợi gluten, làm giảm hoạt động của men. Nếu bạn để muối tiếp xúc trực tiếp với men thì men sẽ chết và gần như không thể hoạt động. Bởi thế mà ở bước trộn bột, mình lưu ý các bạn cho muối, đường và men ở các góc khác nhau trong âu bột, trộn chúng với một ít bột trước rồi mới trộn đều tất cả các nguyên liệu này. Các bạn nhớ chú ý nhé, chất béo, dầu hay bơ là chất béo thường được dùng trong công thức làm bánh mì để tăng độ mềm, thơm cho ruột bánh cũng như để bảo giãn bánh. Tuy nhiên nó cũng sẽ giảm độ xốp của bánh mì, cũng chính vì vậy mà khi bạn lấy bột ra khỏi âu sẽ khó khăn hơn. Mình khuyên các bạn nên sử dụng dụng cụ vét âu, bao scraper. Nó sẽ giúp bạn ở bước này và cả bước cắt chia bột nữa. Bạn đang xem video tại kênh YouTube Thức ăn dinh dưỡng sống khỏe, hãy nhấn đăng ký kênh ngay. Và thường xuyên theo dõi các video tại kênh Thức ăn dinh dưỡng sống khỏe này để có được nhiều kiến thức có ích về dinh dưỡng và sức khỏe sống tốt nhé. Làm ơn bật phụ đề nếu bạn nghe không rõ. Hiện kênh YouTube của chúng tôi không có kinh phí để ghi hình thực tế. Chúng tôi mong được bạn giúp đỡ. Hãy nhấn đăng ký kênh và thường xuyên theo dõi các video của chúng tôi. Khi đủ điều kiện chúng tôi sẽ đầu tư thực hiện các món ăn văn hóa ẩm thực Việt Nam thực tế để chia sẻ cùng các bạn. Thank you for watching. Những thông tin trên hy vọng có thể giúp bạn hiểu nhiều hơn về tác dụng cũng như những thông tin khác của video. Cách làm bánh mì. Đây là thức ăn mang lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe. Vì thế, bạn hãy nhanh chóng bổ sung vào thực đơn ăn uống mỗi tuần nhé. Trên đây là những kiến thức được kênh Thức ăn dinh dưỡng sống khỏe chia sẻ. Mong rằng sẽ giúp anh, chị, bạn bè, cô chú bác coi đặng nâng cao kiến thức. Hãy nhấn đăng ký kênh, bấm nút like, share chia sẻ kênh Thức ăn dinh dưỡng sống khỏe để nhiều người biết được các kiến thức này. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở các video tiếp theo. Cảm ơn các anh chị cô chú đã theo dõi nhé. Nhờ cô chú anh chị bấm đăng ký kênh dùng để ủng hộ tụi con nhé.